Cái này là cái gì vậy? Đây là hỏi mấy anh này. Này đeo có chóng mặt không? Đây chóng mặt thì không kem. Đây, đo này thử, con này thích thử lắm anh ạ. Đây, đây. Cái này mình đeo vào để làm gì vậy anh? Cái này à? Cái này là bọn mình làm về nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Bọn mình có làm được 3 phần là múa rối nước này, hoặc là múa các giai điệu truyền thống, hoặc là bạn có thể chơi các nhạc cụ truyền thống. Bằng cái này ạ? Ừ. Em không biết chơi cái gì nhưng trong những cái đấy. Cứ vào nghịch thôi. Để em đeo thử phát này. Này này, đeo thử phát. Mày loạn, lớn quá chứ. Đâm lung tung vào đây, bồi toàn. Không biết nóng. Đấy.